chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối thứ Bảy ngày 17 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Mở đầu là thông tin thời tiết tại Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng ở hầu khắp các nơi trong tỉnh, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ C. Buổi chiều, tối xuất hiện mưa dông rải rác một vài nơi. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, ngày mai nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên toàn tỉnh với nhiệt độ cao nhất từ 35,5 đến 37,5 độ C, độ ẩm thấp nhất là 50 đến 60%. Ngày mốt, ngày 19 tháng 8, nắng nóng có khả năng gia tăng về cường độ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất là từ 45 đến 55%. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông, đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong dông, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C. Thưa quý vị, Trung Bộ hiện có 73 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Đợt nắng nóng ở Trung Bộ đã kéo dài hơn nửa tháng nay và dự báo có thể duy trì đến cuối tháng này. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng tập trung ở khu vực Quảng Bình đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng đã dài ngày, nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp chỉ từ 50 đến 55% là những yếu tố bất lợi, dễ bùng phát cháy rừng nếu bất cẩn. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện tại có 73 điểm cảnh báo cháy rừng ở cấp 4, cấp nguy hiểm, tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, cũng như Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận. Bà con lưu ý không xử lý thực bì, đốt nương rẫy trong rừng, gần rừng vào thời gian này. Còn thời tiết trên biển, thưa quý vị, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo gió giật cấp 7, cấp 8. Hiện nay ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có mưa rào và dông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt.